Hi everyone, welcome back to my channel General English Learning TK. Bạn sẽ xem nhật mọc nha, vừa từ lòng bậc xa dịch mấy chứ mừng nâng chân nè rộng bậc nhóm để mình chứ mù thà General English Learning TK. Bạn nhật ngay ní, dưới nâng mình tỏ ca sức xa mình thay em tiết, đã tương tự nâng Active Voice, hoặc nâng Passive Voice, nơi khăn ông ca, ok. Active Voice and Passive Voice Intensis, ok. Nên chúng ta ngay đi, dưới đường sắc xa bì cao thầm mây mùi tiết hỏi. Ok. Present Perfect Tense. Cá, bạch chú bọn cá, cầm bông sông bồ. Ok. Để tương tự nâng Present Perfect Tense, cứ dưới bạch sắc xa lạc lạ hỏi, cá bì muốn. Ok. Nhưng chưa chạy thay nét ngọt nếp, và còn dịch lập bạch sắc xa hỏi. Còn tại nơi khăn ngay này cứ nhóm cho lùm ớt đẹp tên tình năng present perfect tense nơi khăn ngay tùm rung active hay năng passive, ok. Formula rụp bổng môn được gọi tùm rung positive form tùm rung strong, ok. Active là ba cách được gọi là ba cách đó. Subject plus have or has plus participle plus object là ba cách biến tùm rộng đối chia subject, protein, bộ nâng have, rưu có has bộ chủ mươi nâng kê ria sắp thông tí bấy bộ chủ mươi nâng cam mọc bọn. Ok. Chân dương xưng kết tờ lưu present perfect bán à sài tờ lưu phía đàn nâng cần đào tự dụng này khi mình have has hay nâng participle được kia có kê ai thác bán thác chỉ verb 3 được có kê giả sắp tùm tìm bày. Ok. Passive subject plus have or has plus been plus participle plus by someone ba cám protein bộ nâng have được có has bộ chủ mươi nâng bín, bộ nâng kẻ đá tung tí bấy, bộ nâng bài xàm buồn. Chúng trong bàn trẻ, nẹ tâm học nhiều bình tích, rồi chỉ cả động lực. Tiện tương tư nâng bài xàm buồn, nâng nông bên ít cực nhung prao vùng cổ chỗ mình này thà. Dương trong bài xàm buồn của bạn, mình prao của bạn này sẽ tẩy lưới cho khuôn dương cơ tổ. Sân bài dương trong lẹm pin nào nè cứ dương mình chăm bài prà bài xong quan tì. Ok, dương prà ta tầm rộng subject bộ chủ mùi đang have request bộ chủ mùi đang been bộ chủ mùi đang participle tập phần này cứ ai bằng cách bàn chìa bà dục nè khăn present perfect tense bàn hào ấy. Ok, nè khăn passive usage ca prà prà present perfect tense is used for an action has happened in the past and still continue until now or future. Cái bài tập bọn là cái cầm bùng sầm bố rồi bàn kịp ra xâm rạp sẽ cầm một phía mũi bàn cả là không ai tới cá hỏi nơi tài bằng tổ rồi hồn đọc bài tập bọn được gọi lời ní được có bàn ác cụt. Ok. Trong cái này, an action has happened in the past. Được nông cái này, cứ nhóm mình đã được nông tùm rộng passing for tê đổi xa tại cái nhóm trong đó thá. Sự cảm ở phía nó cứ vì mình toàn ban bánh chót nơi lão tê, cứ vì nơi ta bánh tố. Ok. Chân ưu thô thá I have liều here for 3 years. Nhóm ba đồ nơi tí ní nó ở dạ về bây chân nam hồi chẳng ca bị bây chân nam muốn cứ dương ban là bắt đầu tìm nơi bị còn lại nam mới mà đồ nơi tí ní rồi hốt đó dạ về bây chân nam kết bị ca bị muốn rồi hồi đó bạch bọn. Ok, chẳng chứng ảnh bà nơi khăn present perfect thân ban hồi. Ok, nhưng mình tổ tầng một tiết. For example, ok, ủy tổ hố. Active. He has made a new table
He has made a new table. God ban bong kai rưu kot vơ mây mùi. Pasiu. A new table has been made by him. Tok mây mùi. Trơ ban vơ lang đời quát. Ok. Chân mình này tha quát nâng ban vơ. Tộc mây mũi mình toàn hào để lao kể cứ nơi ta bằng to thử rồi bắt đầu bên phía lợi nâng. Ok, chân cái lấy nâng nhưng sự kết kinh thái ếch thiếu miên sắp chí. Sắp chí cái lấy nâng cứ hí bố chú mùi nâng hát từ xa tay bà chú mùi pronoun hí cái hai vi tha personal pronoun. Chúng ta phải chú mùi has, bố chú mùi mẹt. Khi giả sắp tung tích bấy, a new table, object, come aboard, ok. Lớp bê đại viên bắt đầu tới chí tùm rung phá xíu. A new table has been made by him. Chúng ta phải thả a new table, cứ dư dọc mọc ra được tùm rung phá xíu. Đầu tới chí, sắp chích bình bắt đầu. Hãy dùng ra handy, đối xa tại a new table, chia singular sắp chích, has been made, ok. By him. Active. You have reviewed me. You have reviewed me. Nhà bán sợi bẩn tốt mà càng nhôm. Passive. I have been reviewed by you. Nhôm. Trời bán sợi bẩn tốt đòi nhẹ. Ok. Chân mình này tha. Dù ní khi chỉ sạp chí. Bộ chúng mình đồng hát. Review verb 3 hay nâng mi object object. Chân mi nhưng đô tư chìa subject nâng passive cứ đô tư chìa ai have been reviewed, ok, by you. Chân mi này tha lại này cứ đầu tiên chỉ nhẹ rơ ổng bơ bị cao ổng bọt bình là xa tay dương dược dù ní nhưng mà đã khẳng cao. Ok, try to find more examples. Ok, tụi bọc này complete. Mày người đó cụ thọ mình khám tiết. Ok, nè tụi ngọt nế mình tốt bì dương bàn sắc xa kẹt tương tình nâng tùm rung active hay nâng passive nâng nâng cao present perfect rưu hói. Xin khâm tình nè tụi ngọt nế nâng mày người dối hay nâng chi dương dối mình khám kẹt tương tình nâng cao pra bỏ ví. Ok, tỏ lấy dương chấp đàn ca thương nâng hạt kẹt tương tình nâng present perfect tụi ngọt nế. Let's start. Change from active to passive voice in present perfect tense for positive form. Chúng ta lại nghĩ trong ở dưỡng lạc đồ vì tùm rung active to passive nơi nông càng present perfect và cho bọn là càng cầm bụng sụp bố xâm rạp tùm rung sổ. Ok, toàn lấy những chạp đá mơ lòng hát. Chúng mình tập ốc trong 2 lần hạt này không đi. Ok, number 1. David has eaten an ice cream. Ok, chúng cái lấy ní bộ phải chụp sạc mai thả David ban nhắm cà rê mũi đàm. Ok, chúng dừng từ lọc giờ ốc chi chúng mình đã hẳn bột máu. An ice cream has been eaten by David. Ok, chúng cái lấy ní cứ dừng giờ object chúng mình đặt trong bốc hóa dân ra cho mình hay đời xa tại an ice cream chỉ singular subject has been eaten by David. Ok, number 2. She has drunk some fruit juice has been drunk by her. Ok, number 3. They have read many story books have been read by them. Number 4. Dari has studied Chinese for 3 years. Chinese has been studied by Dari from 3 years. Number 5. I have lost some money. Some money has been lost by me. Okay. Number 6. A man has ridden a motorbike so fast. A motorbike has been ridden by a man. Number 7. Dad has met some old friends.
Some old friends have been met by Darren. Ok. Chẳng được nông lòng hát đi khi nhóm đo chẳng lời này tỏa như tầm đúng. Cảm ơn khi nhóm bộ slide này bị đổ cả hết. Chẳng, nè tỏa như ai thua lòng hát nâng ở bàn tràn đốm đảm bây ở dưới bàn dùl ở cảm thấy chẳng bạc thành tiết tật tương tình nâng tùm rộng active hay nâng passive. Ok. I complete research luôn ai bật thành tiết tật tương tình nâng tùm rộng negative hay nâng question ta dừng bắt đầu dòng mệnh. Ok. Chúng ta sẽ xong ổ quân nẹ thọc lý xong rạp ca cho tu sinh là video của nhóm nâng nông vẻ sốc xa tẹt tương tình nâng active nâng passive voice hãy nhóm nâng bật tố nâng video của đại tiết hãy cùng click chui cho subscribe like hãy nâng comment nâng cái video phong đảm bây chui chung đổi tập chất của nhóm ai khất khom bằng tay xoay cái video all of us are not talking about time deep. Okay. Thank you for watching. See you for next video. Goodbye.